cô Dũng. Người Bạch Thành Cát Lâm là shipper của Mỹ Đoàn, giao đến cho mọi nhà thứ mà họ cần. Đây là Văn Tịnh, vợ tôi. Cô ấy mỗi ngày đều làm việc ở một thẩm mỹ viện, tối đến ở nhà làm live stream bán thời gian, bán ít vớ, mặt nạ, vớ thuốc nhuộm tóc gì đó. Chúng tôi quen biết với nhau 6 năm, kết hôn được 5 năm, sống ở thành phố Vũ Hán này. 6 hộp thuốc châm cứu, mai anh giao giúp em nhé, tiểu soái. Mai cậu giúp Văn Tịnh chạy giặt, giao giúp gói hàng với. Nói là Vũ Hán mình đã phát hiện sát. Ai nói vậy? Anh Dạ nghe em rể nói. Em rể là bác sĩ à? Bác sĩ? Vậy cũng chưa chắc chắn chính xác mà. Anh hôi chết đi được, đi tắm đi. Hôi, hôi hả? Hôi không, ngửi đi, ngửi đi. Tránh ra. Nhớ đấy, ngày mai nhớ giao giúp em. Sáng sớm tôi đã thấy có điểm rồi. Liên qua thanh ôn, mỗi thứ 10 hộp, bao tay y tế, cồn y tế, gel rửa tay diệt khuẩn. Anh tới muộn rồi, hết rồi. Cái gì cũng hết cả rồi, hết rồi. Dị ghê, từ tối qua tới chiều nay, không lúc nào mà dứt người, toàn tới mua mấy cái này. Hàng trữ mấy tháng trời của chúng tôi đều đã bán sạch hết. Sao tự dưng anh lại đến, tranh mua cái này vậy? Cái này tôi cũng không biết. Chào anh. Chuyện là như thế này. Loại khẩu trang anh cần tôi đã chạy mười mấy cây số, 7-8 hiệu thuốc, tất cả đều hết hàng. Nhưng mà loại hiệu thuốc này có không đúng yêu cầu của anh. Anh cần cái gì mà N95 có đúng không? Ở đây không có. Nhưng mà có khẩu trang y tế có được không? Được, khẩu trang y tế cũng được. Lấy cho tôi 100 cái đi. Đúng rồi, anh mua cái loại mà thuốc ấy, đồ bảo hộ các thứ, mua nhiều nhiều vào giúp tôi, giao đến tòa nhà của gia đình là được rồi. Được, nhưng mà cho tôi hỏi một câu có được không? Anh là bác sĩ sao? Sao thế? Anh nói đi. Chuyện là hôm qua thì là bạn bè đều bảo nhau ở Vũ Hán mình có dịch SARS. Chúng tôi chẳng biết là thật hay giả. Anh xem chuyện này, tôi cũng có nghe nói. Hay là như thế này, anh nhanh chóng giao mấy món này đến nhà ông bà già của tôi bên kia. Người lớn tuổi, người già sức yếu, cần gấp mấy món này. Việc này không thành vấn đề. Còn nữa, anh đi giao hàng, ngày nào cũng chạy ngoài đường, tiếp xúc với rất nhiều người, cũng nên chuẩn bị cho người nhà của mình mấy món như thế này. Còn nữa, tầm này đừng đi bệnh viện. Như vậy đi nhé. Được rồi. Mua gì thế? Nhiều vậy. Em tự xem đi. Mua nhiều thuốc như vậy để làm gì? Anh nói cho em nghe, đơn đặt hàng cả ngày hôm nay toàn là mấy món này. Anh chạy hết 7-8 hiệu thuốc, hiệu nào cũng bị mua sạch. Đống này mua ở ngoài ngoại thành đấy. Tích trước bao nhiêu đó đi. Anh đoán chắc chắn sau này sẽ có lúc cần dùng mấy thứ này. Nhưng mà anh mua nhiều như vậy, lỡ ôm hết thì sao? Em đâu phải livestream bán thuốc đâu. Đây là cơ hội mua bán. Em mà không bán được, anh livestream anh bán cho. Tối qua tới giờ lúc nào em cũng xem điện thoại. Sao không nghe nói đến chuyện này? Giả chắc luôn. Còn nữa, anh tích nhiều khẩu trang như vậy, bao nhiêu tiền một cái? 2 tệ. Vậy kiếm được bao nhiêu? Em đừng có nghĩ khẩu trang không đáng tiền, quan hệ cung cầu mà thay đổi là không còn giá này nữa đâu. Được, anh mà bán ra được gấp đôi cho em, em sẽ công nhận anh là bậc thầy kinh doanh. Còn nữa, mẹ em có gọi điện thoại hỏi Tết này mình tính như thế nào. Mẹ anh cũng hỏi em rồi. Anh tính sao? Em tính sao?
Dù gì Tết về cũng tốn tiền thôi. Vậy khỏi về. Hôm trước anh cũng có nói rồi, diễn đàn mình làm cái gì đó, hoạt động gì mà cổ động đông ấm gì đó, hôm nay có thông báo rồi. Nói là Tết này em làm liên tục, làm việc cả 7 ngày, nên có thưởng khích lệ 30 đợt, 51 ngày không nghỉ ngơi, thì thêm cho một tháng lương. Tết này kiếm thêm 20-30 ngàn nữa đi. Vậy ý anh là Tết không về nhà chứ gì? Vậy thì anh nói với hai bên gia đình đi. Em không đóng vai ác đâu. Anh nói thì anh nói. Anh sẽ nói với mẹ của anh. Anh nói là không phải là mình không về, ra duyên về, có đúng không? Không chen lấn, còn kiếm được nhiều tiền. Anh nói, để anh nói. Được. Em múc canh cho. Tin đồn này cũng chẳng lan ra bao nhiêu. Cả tháng trời toàn là kiểu dự báo Tết. Ai ai cũng về nhà, không thì mua sắm. Tôi cứ thấp thỏm. Đơn đến bệnh viện tôi cũng không nhận cái nào. Nào lấy nửa ký, gói giúp tôi trước đi. Lát nữa tôi quay lại lấy. Lấy tôi thêm nửa ký nữa. Lát tôi quay lại lấy. Cảm ơn. Bao nhiêu tiền nửa ký vậy? Rất cảm ơn mọi người đã để lại lời nhắn ở một bình luận. Tôi đã nhận được rồi, rất nhiều bình luận tốt 5 sao, thích mang loại giớ này như tôi. Thật ra điều quan trọng nhất là chúng ta nhất định phải nói ra cảm nhận thật sự của mình khi dùng sản phẩm này. Có như vậy thì càng có nhiều bạn có thể có được sự phản hồi thật sự của các bạn. Tôi lại nhận được 3 đơn đặt hàng. Tôi nhấn mạnh lần nữa nhé, mẫu giớ này chỉ còn 200 đôi cuối cùng. Đây là giớ tại xưởng, có nghĩa là mỗi đôi đều được giảm giá. Nhỏ tiếng một chút, em đang live stream. Đừng có live stream nữa, em coi này. Coi này, tôi nghĩ đối với người bình thường thì vậy. Hôm nay live stream của chúng ta kết thúc sớm 15 phút nhé. Ngày mai lại là giờ này, tạm biệt. Thật ra cái này có chút nâng cấp, tính lây lan của nó thì sao? Bởi vì nó hiện giờ đã có lây từ người sang người, còn có nhân viên y tế cũng đã bị lây nhiễm, còn lây từ người này sang người khác, phải nâng cao cảnh giác. Vậy thì tóm lại, tôi có mấy điều mấu chốt. Một là phòng ngừa. Phòng ngừa, đừng đắc ý. Đừng đắc ý là vì hiện nay phần đông mọi người đều đến từ Vũ Hán hoặc là có đi Vũ Hán. Vậy thì bây giờ tổng kết của tôi về nó chính là không có gì quan trọng thì đừng đi Vũ Hán. Điều này rất là quan trọng. Ngoài ra thì cuộc mình có về không? Em chốt cái đi. Về, về. Chừng nào về? Tối về bàn sao? Anh đi đây. Anh nghe gì chưa? Phí ship lên giá rồi. Từ 5 tệ lên 20 tệ. Trên diễn đàn có thông báo rồi. Lần này thì ngon. Tôi tới gần nhà anh rồi. Bây giờ tôi không có ở nhà, vậy tôi treo trước cửa nhà anh nhé. Được rồi, cảm ơn. Chỉ trong vòng một đêm, Vũ Hán cứ như là bị bỏ vào trong cái bao vậy. Ai ai cũng đều đeo khẩu trang. Mấy ngày nay toàn là đơn mua thuốc, mua khẩu trang, mua cồn. Tôi thay khách dơ dét, thuốc kháng sinh cả thành phố. Bệnh nhân từ 4 phương 8 hướng đổ ra. Thank you.
Bác sĩ, bác sĩ, y tá, y tá. Bác sĩ, bác sĩ, y tá, y tá, y tá tới xem đi. Chúng tôi cứ sốt mãi. Y tá, y tá, y tá, cứu tôi với. Có khẩu trang dư không? Cho tôi một cái với. Xin lỗi cô ơi, có dư là cháu cho cô ngay, nhưng mà tụi cháu không còn đủ dùng nữa. Nhân đường, nhân đường. Mỹ Đoàn, Mỹ Đoàn, Mỹ Đoàn. Là lô bulin miễn dịch sao? Anh ra đây cho tôi. Xin lỗi, lúc nãy trong điện thoại đáng lẽ tôi phải nói thêm với anh mấy câu. Trong đó đông quá, anh không nên vào, nguy hiểm lắm. Không sao, tôi bảo hộ như thế này không sao. Cô coi hàng đi. Đúng rồi, là cái này. Chồng tôi ở bên trong đang làm xét nghiệm, lại không có giường. Bác sĩ nói phải tiêm loại thuốc miễn dịch này. Tôi thực sự không đi khỏi được. Tôi đặt đơn cả tiếng đồng hồ, không dễ gì mới có anh nhận. Thật sự rất cảm ơn anh. Tôi phải vào trong rồi, lỡ mất lại không có giường. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, cảm ơn. Sẽ có giường thôi, cảm ơn. Chị ơi, tôi có khẩu trang này, tôi chia cho chị một cái. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Chuyện này, cảm ơn. Không có gì, cảm ơn. Cô Dũng, anh về rồi à? Sao trễ vậy? Ngủ mau đi. Em ngủ nhanh đi. Văn Tịnh, Văn Tịnh bị phong tỏa rồi. Anh nói cái gì? Anh nói là Vũ Hán sắp bị phong tỏa rồi. Chừng nào? Bảo là 10 giờ sáng mai. Lớn như thế này rồi còn chưa nghe nói tới chuyện này. Đi nhanh đi. Cái gì cũng không bắt kịp người ta. Đã nói là về đi rồi. Hỏi anh bao nhiêu lần mà anh không chịu trả lời. Thật là... Từ đài giao thông nhận được thông tin nhiều cao tốc ra khỏi thành phố Vũ Hán kẹt xe nghiêm trọng, các tuyến đường tắc nghẽn đến hơn 5 km.
như thế này rồi kẹt tới bao giờ? Lên cao tốc trước là ăn rồi. Em về nhà rồi, đừng có đi ra ngoài. Cách ly ở nhà 14 ngày. Cũng đừng có ở chung với bố mẹ. Đừng ăn chung luôn. Đừng để cho họ ra ngoài. Đồ ăn với đồ dùng trong cốp sau. Còn giật khử khuẩn nữa. Anh nhắm tới lúc hết dịch chắc là cũng đủ. Anh ý gì vậy? Cô Dũng! Cô Dũng! Cô Dũng! Cô Dũng, anh làm gì vậy? Anh đi đâu thế? Anh đi về. Cô Dũng, anh về làm gì? Cô Dũng! Cô Dũng! Anh có ý gì mà để em một mình ở đây như vậy? Cô Dũng! Anh quay lại đây cho em. Đừng có nhấn nữa. Sao mà anh, sao mà phiền vậy? Xe, anh khóa xe lại. Anh xem này, cơm Tết của bác sĩ Vũ Hán mình toàn là bánh quy với mì gói. Anh xem. Tết nhất đến nơi rồi, còn không có đồ nóng mà ăn. Anh Hát, năm mới vui vẻ. Cô Dũng, tối nay nghỉ rồi có đúng không? Không nhận đơn nữa sao? Có đơn gì nữa? Xin lỗi. Chuyện là chắc cậu cũng coi tin tức, bảo là bác sĩ y tá giao thừa rồi, còn không được ăn cơm nữa. Tôi nhận được khoản quyên góp của một nhà hảo tâm ở Bắc Kinh, nửa đêm nấu nướng, làm ra 50 suất ăn, định mang đến trung tâm y tế. Rốt cuộc, đơn tôi đặt giao cả tiếng đồng hồ rồi, không ngờ chẳng có ai nhận. Thật tình tôi cũng hết cách mới nghĩ đến cậu. Cậu xem, có thể giúp được không? Cậu nhận mà, tôi bảo khách hàng cho thêm cậu 30 tệ tiền ship. Anh Hách, ý của anh là sao? Sao anh lại gọi điện cho cô Dũng? Tôi muốn hỏi anh, quán anh không có xe hay là không có người? Văn Tịnh, mắc gì anh lại gọi cho cô Dũng đi giao? Tôi nói cho anh biết, anh sợ có đúng không? Anh thấy nguy hiểm chứ gì? Anh kêu người khác đi giao, anh muốn làm việc tốt, sao không làm cho trót đi? Không phải đâu Văn Tịnh à, chuyện này tôi nói cho anh biết. Anh đừng có trách tôi là nói năng khó nghe. Các anh ai nấy nắp chỗ an toàn, dân hiến lòng thành. Anh còn tiện thể kiếm thêm tiền luôn rồi chứ gì? Anh đừng có gọi điện thoại cho cô Dũng nữa. Anh mà gọi điện thoại cho anh ấy nữa, đừng trách sao giao thừa tôi nói chuyện khó nghe. Văn Tịnh, thật tình là tôi không có. Anh muốn làm cái gì? Anh giao cơm xong rồi về ngay. Anh đứng lại cho em. Lúc này mà anh chạy ra bệnh viện, anh điên rồi có đúng không? Không sao, có đồ bảo hộ mà, an toàn lắm. Anh cũng đâu có ngốc đâu có đúng không? Anh không có vào bệnh viện, anh chỉ là giao cơm đặt ngoài cổng bệnh viện rồi gọi điện cho bác sĩ, bảo bác sĩ ra lấy, giữ khoảng cách an toàn. An toàn mà, như vậy cũng không được. Em à, hay là như thế này, anh lái xe đi có được không? Anh không xuống xe, bịt kín hết, anh mở cửa trong xe, bỏ cơm ở đó, rồi anh để ở cửa, anh quay về ngay, an toàn lắm. Anh nhìn anh đi, anh làm giao hàng thôi. Lúc này rồi anh còn biểu hiện cái gì? Bây giờ người ta chỉ cần giao hàng thôi.
Dũng à, không ngờ cậu tới thật. Cậu đi như vậy Văn Tịnh không vui đâu, có đúng không? Cô ấy nhất định giận lắm, vì tôi đã gọi điện thoại cho cậu. Cô ấy không sao, không để bụng đâu, ổn thỏa cả. Cô ấy mắng tôi xong, tôi cũng cảm thấy việc mình làm không ổn lắm. Cậu mà không tới, mớ cơm này của tôi chỉ có thể để đó. Mai mốt tôi còn phải chuyển tiền lại cho các nhà hảo tâm nữa. Tôi còn lo cho cả gia đình già trẻ lớn bé. Nhà ai cũng có già trẻ lớn bé mà. Quan trọng là tôi nhát lắm. Tôi đi đây. Cậu em, cậu ngầu lắm. Đợi khai trương lại, miễn phí cho cậu và Văn Tịnh 1 tháng tiền cơm. Tôi lấy sổ tay cho anh ghi nhé. Được rồi. Năm mới vui vẻ. Có phải tiểu lưu của phòng chăm sóc tích cực không? Là tôi. Số đuôi điện thoại 3648. Tôi xuống lấy cơm. Thật sự quá cảm động, không biết nói gì nữa. Phải cảm ơn người gọi cơm giúp anh ấy. Dân dân, anh đừng đi tới nữa. Anh để bên trên ấy, tôi qua đó lấy. Như vậy an toàn hơn cho anh. Trước đó bảo là có giao cơm đến, ngóng cả 2 tiếng đồng hồ. Nếu như không có anh, chúng tôi không được ăn bữa cơm giao thừa này đâu. Bây giờ ngoại trừ bệnh nhân, chẳng ai dám đến bệnh viện. Còn một hộp nữa. Nhanh lên, cầm qua đi. Để mọi người ăn cho nóng. Giao thừa rồi. Tránh ra. Tôi thay mặt toàn bộ y tá và bác sĩ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh là tuyến phòng vệ số 1 của Vũ Hán. Cố gắng lên. Cố gắng. Đợi xe có phải không? Đi đâu vậy? Tôi vừa tan ca đêm, không bắt được xe. Cô là nhân viên y tế ở đây sao? Vậy lên xe nhanh lên, tôi cho cô quá gian một đoạn. Anh chạy xe trên ứng dụng sao? Không, xe nhà tôi. Tôi vừa mới đi giao cơm giao thừa cho y tá bác sĩ ở bệnh viện. Nhanh lên đi, tôi cho cô quá gian về ăn cơm cho nóng. Cô không yên tâm. Tôi lấy bằng lái ra cho cô xem. Chụp cho cô tấm hình để làm bằng chứng. Ý tôi không phải là như vậy. Tôi chỉ không ngờ lúc này rồi vẫn còn có người không kỳ thị chúng tôi. Cũng hơi sợ. Lên xe đi. Nhanh lên. Bình Tiểu An, cô đứng đó cho tôi. Cô đi tỉnh thật đó. Bên trong vẫn còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang đợi cô. Ai mà gánh nổi cho cô. Dù gì thêm em vào cũng chẳng được bao nhiêu, mà bớt em ra cũng chẳng thiếu gì. Chúng ta không thể thay đổi được. Đừng có làm loạn. Trong lòng của cô rõ ràng hiểu được. Bây giờ mỗi một nhân viên y tế đều vô cùng quan trọng. Nếu như bây giờ trống một vị trí, không có ai đắp vào, thì đồng nghĩa là những người khác sẽ gánh vác nhiều hơn, bao luôn cả trách nhiệm của em. Em cảm thấy bây giờ ai còn sức này nữa. Theo tôi đi về. Tiểu An, bây giờ chúng ta đứng ở đây là đang lãng phí bao nhiêu mạng sống bệnh nhân trong kia. Em theo tôi về. Họ cần em. Cô còn cần em hơn. Cô à, em thật sự chịu không nổi nữa. Em chịu không nổi nữa. Mỗi lần em tới phòng bệnh nhân của em đều đã chết ở trên giường bệnh rồi. Em chịu không nổi nữa. Đồng nghiệp của em cũng bị nhiễm bệnh, mà em cũng không làm được bất cứ điều gì. Em sợ lắm. Cô không sợ sao? Nếu vì sợ mà lựa chọn chạy trốn, thì ngay từ đầu chúng ta đã không có tư cách để mặc chiếc áo này rồi. Em về đi.
Cô có đi không? Cô vẫn chưa nói là đi đâu đó. Chạy lên trước đi. Chạy lên trước đi. Cũng phải có địa điểm cụ thể chứ. Tôi còn phải giúp những người cần giúp đỡ khác nữa. Anh cảm thấy tôi không xứng được ngồi trên xe của anh sao? Tôi không phải là có ý đó. Ngừng xe. Đây là đường cái. Cô sao vậy? Cô điên rồi à? Cô điên rồi sao? Tôi điên rồi đó. Tôi điên rồi thì làm sao? Tôi sợ đó. Tôi cũng là con người mà. Tôi không sợ được sao? Tôi không đi được sao? Tôi hiểu mọi người bây giờ. Anh hiểu cái gì? Anh hiểu cái quái gì? Anh hiểu cái quái gì? Anh có biết là tôi phải trải qua những gì không? Tôi học y là để cứu chữa người khác, không phải để chờ chết với họ. Tôi dốc hết sức đi cứu những người kia, đi cứu họ, bảo vệ họ. Ai bảo vệ chúng tôi? Là cái khẩu trang rách nát này hay là bộ đồ rác rưởi trên người? Bố mẹ của tôi đều còn đang ở nhà đợi tôi về đón giao thừa. Họ đều lớn tuổi cả rồi. Tôi chỉ muốn sống sót. Tôi muốn sống sót. Tôi muốn về nhà để báo hiếu cho họ. Tôi đã làm gì sai? Không đêm nào tôi được ngon giấc. Áp lực của tôi nặng nề quá. Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ. Uống rồi tôi cũng không ngủ được. Đêm nào tôi cũng nằm mơ. Tôi mơ thấy tôi tự tay cấp cứu cho đồng nghiệp của mình. Nhưng rõ ràng hôm trước họ vẫn còn khỏe mạnh. Bây giờ họ đang nằm trong phòng cấp cứu. Đến nói chuyện cũng không nói được. Tôi còn phải tự tay luồn ống vào khí quản cho họ. Nếu là anh có làm được không? Cô à, tôi hiểu mà, hiểu mà. Anh nghĩ là anh mang đồ ăn và thức uống vào trong bệnh viện là anh hay lắm sao? Anh chưa từng trải qua những gì tôi đang trải qua thì anh không có tư cách coi thường tôi. Chúng ta lên xe. Lên xe thôi. WeChat. Làm chi? Mã QR. Lên xe. Tôi trả tiền xe cho anh. Cho tôi mã. Tôi không muốn nợ ai hết. Cho tôi mã nhanh lên. Lát nữa anh tới nhà tiểu soái ở. Nhà cậu ấy không có ai, không ảnh hưởng tới ai. Hai chúng ta cũng ít tiếp xúc. Lúc này chúng ta đều an toàn. Đừng có như vậy mà. Anh phải lái xe.
Nhân viên y tế cũng không dễ dàng gì. Đi làm, tan làm đều không bắt được xe. Em ở nhà một mình, đừng có ra ngoài. Cũng đừng có nằm không. Livestream có đúng không? Ở nhà kiếm được mấy đồng, ủng hộ gì đó. Rồi mấy đồ ăn, đồ mặc gì đó, anh gửi về cho em. Xong rồi thăm em một chút cho anh yên tâm. Có được không? Được không vậy? Có được không? Em có thể nói không sao? Anh đi đây. Anh đi nhé. Cút đi. Cô Dũng, anh đi thể hiện xong, bình an lăn về nhà cho em. Cô Dũng, anh thể hiện xong thì bình an mà lăn về nhà cho em. Ai đó? Ai đấy? Ai? Tiểu soái. Tiểu soái đây anh, tiểu soái. Tạo hình chất quá có phải không? Nhìn không ra. Anh làm gì vậy chứ? Hết hồn mà. Sao cậu về đây? Thì về thôi. Về làm gì? Mai ra trạm điểm xem coi. Làm được gì thì làm. Mà Vũ Hán phong tỏa luôn rồi, sao cậu về được vậy? Một người với một xe. Tôi chạy về đây đấy. Hai ngày một đêm mà chết đi được. Đi tắm đi. Đi tắm đi. Nói cho anh biết nhé. Bây giờ nhiều khu cần tôi lắm. Nhiều khu. Ngồi đi tôi tính cho nghe. Một ngày tôi đi giao 30 đơn thì đã có 30 nhà, không cần phải ra ngoài, không bị lây nhiễm, đúng. Bây giờ ấy, nhận một đơn là còn được thêm 5 tệ. Coi đó, ai cũng không ra ngoài được, phải cần mấy người như mình. Nói không chừng một đơn còn phải đưa thêm 10 tệ nữa đó, 20 tệ tiền tiếp nữa kìa. Đó là một mặt. Một ngày tôi còn đưa đón 5 nhân viên y tế nữa kìa. Giúp mỗi người tiết kiệm được 1 tiếng, 5 người là 5 tiếng, vậy 10 ngày là 50 tiếng. 50 tiếng của nhân viên y tế cứu được biết bao nhiêu người. 13 đợt, 51 ngày không gián đoạn là tiện thể, hoàn thành luôn Cổ Vũ Đông Ấm rồi. Một mùa Tết kiếm thêm được 20-30 ngàn. Thì đó cũng chỉ là một mặt thôi. Suy nghĩ của cậu sao mà giấu được tôi? Cậu nói rõ ra như vậy thì hết vui rồi. Được, 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 thôi được rồi, cũng một phát. Cuối tháng một cái là càng lúc càng nhiều thứ mình mua không nổi rồi. Cái gì mà cồn, khẩu trang N95, bánh sinh nhật, thức ăn tươi sống, cá tươi mới giết gì đó đều không mua được nữa. Tất nhiên là thuốc thì càng không mua nổi. Làm gì đấy? Giao hàng. Chúng tôi đang khử trùng, không thể vào.
Để an toàn, anh đứng cách xa một chút, đừng ảnh hưởng chúng tôi làm việc. Được rồi, sáng mai chúng tôi đến khử trùng một lần nữa, được. Đi thôi, đi. Mỹ Đoàn giao thuốc đây. Thuốc này khó mua lắm đấy, chạy quá trời chỗ, làm trễ nải mất. Thuốc của nhà mình đây. Không cần thuốc nữa, bà nội mất rồi. Cảm ơn anh ơi, nhưng mà không dùng thuốc nữa rồi. Mang cho những người khác cần đến đi. Đợi một chút, đừng đến đây, có thể là em đã bị nhiễm rồi. Em sẽ lây cho anh đấy. Người lớn ở trong nhà em đâu? Bố đã bị nhiễm, đang ở trong bệnh viện. Bây giờ chỉ có một mình em trong nhà thôi sao? Một mình em vẫn ổn. Đây là thuốc của nhà em. Không cần nữa đâu, bà nội chết rồi. Khoan đã, đừng lại đây. Có thể là em đã bị nhiễm bệnh rồi, em sẽ lây cho anh đó. Người lớn trong nhà đâu rồi? Bố nhiễm bệnh, đang nằm trong bệnh viện. Bây giờ trong nhà chỉ có mình em sao? Một mình em vẫn ổn. Bà nội bị nhiễm virus rồi sao? Em không biết. Bà bị sốt, đi ngoài, cả người uể oải. Có đến bệnh viện truyền dịch, thở oxy với chụp CT, nhưng không nằm viện. Hôm nay lại sốt cao nữa, bắt đầu khó thở rồi. Em có bị sốt không? Em không bị sốt. Em gái, em có đồng ý để anh đưa em ra ngoài đến khách sạn ngủ tạm một đêm không? Em không cần lo về chuyện tiền nong, anh sẽ tình nguyện chi trả cho em. Mình cứ tắm táp sạch sẽ, ngủ một giấc cho ngon lành. Không cần đâu, có lẽ em đã bị nhiễm virus, đi đâu cũng không tốt cho mọi người. Vậy em, tối nay em không sợ, đó là bà nội của em mà. Hay là như thế này, anh để lại số liên lạc cho em. Nếu như có chuyện gì không giải quyết được, hoặc là có cần chuyện gì thì em cứ gọi điện cho anh, có được không vậy? Nếu như em bị sốt, bị ho hoặc là đi ngoài thì em phải gọi cho anh. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Nhớ đó, em nhớ rồi. Em có cần giúp đỡ gì nữa không? Anh giúp em tìm bố em có được không? Em gọi vào số của ông ấy mãi mà không gọi được. Cũng không biết bố đang nằm ở trong bệnh viện nào. Cũng không biết bây giờ bố em ra sao. Bố em tên gì? Kỹ thuật ạ.
Kỹ thuật. Thế tên em là gì? Kỷ niệm. Chào quý khách. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ đang tạm khóa. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi hãy nói. Đóng cửa lại. Anh đến xếp đồ ăn hay là về nhà? Thăm em thôi mà. Yên tâm, vẫn rất ổn. Anh vẫn rất ổn. Anh thấy rồi đó. Đi đi. Nhẹ thôi, có trứng ở trong đấy. Giờ này phải chú ý dinh dưỡng nha. Cái này khó nấu lắm. Không phải chỉ cho mình em thôi đâu. Bắt đầu từ ngày mai, em phải làm thêm 2 phần cơm. Biết đường về nhà rồi sao? Không. Nấu cho người khác. Anh lại vẽ ra chuyện gì làm rồi. Em nấu cho ngon ngon vào nhé. Nhớ đừng có bỏ ớt. Được đấy, không bị ốm. Anh có coi livestream, đẹp đấy. Em trang điểm vào, đẹp lắm. Đóng cửa lại đi. Chàng trai, giờ này còn đi giao đồ ăn nữa sao? Giao chứ. Chú ý an toàn nhé. Mọi người cũng vậy. Chỉ cần có đơn hàng thì vẫn phải đi giao thôi. Sao lại tháo khẩu trang ra vậy? Đeo vào. Chào anh là cô Dũng có phải không? Đúng vậy, tình nguyện viên. Đúng rồi. Y tá trưởng có phải không? Lên đi. Cảm ơn anh. Không có gì. Cảm ơn anh. Nếu cần gì, tôi sẽ liên hệ lại với anh. Y tá trưởng. Thật ngại quá. Chuyện là tôi muốn hỏi thăm một người. Anh cứ hỏi. Có một bệnh nhân tên là Kỹ Thuật, có nằm điều trị ở bệnh viện các cô không? Hình như là không phải bệnh nhân khoa tôi. Hay là như thế này, để tôi đi hỏi mấy khoa khác coi sao. Cảm ơn cô. Đó là một người bạn của tôi. Tên Kỹ Thuật có phải không? Đúng rồi. Nếu như có tin tức gì, tôi sẽ liên lạc lại với anh. Cảm ơn. Lái xe cẩn thận.
Bà ơi, bà ơi, sao lại ngồi ở đây vậy? Bà nội bị họ lôi đi rồi. Ai đó? Người của Mỹ Đoàn. Đồ của tôi để ở ngoài trước cửa. Chàng trai, khoan đã, cậu cầm lấy cái này đi. Đây là chè lê tôi nấu, thanh lọc phổi đấy, nóng lắm. Vậy cháu không khách sáo nữa, vất vả rồi, chú ý phòng ngừa nha. Bà cũng thế. Chúng ta cùng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mùa xuân nào rồi cũng sẽ đến. Sao anh lại đây? Cậu nói xem, tại sao tôi lại ở đây? Lại đây, nói với anh chuyện này. Tôi vừa nhận được một công việc. Chủ một con mèo đi làm xa, kết quả mèo đi lạc, đang tìm mèo với tiền thưởng cao ngất ngưỡng. Nhìn này, 320 tệ. Việc nhẹ lương cao, đừng mà, đừng đi nè. Giúp tôi với. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, nhanh lên. Tiền thưởng chia đôi. Tranh thủ đi nào, nhanh lên, nhanh lên. Nhỏ tiếng thôi. Nhanh lên. Đừng nhìn bên đó, ở kia kìa. Có thấy không? Anh lên trên bắt nó xuống đây. Giúp tôi đi mà. Không cao đến vậy đâu. Lên kiểu gì đây? Bên đó tôi bắt thang cho anh rồi đấy. Tại sao cậu không leo lên luôn? Tôi sợ độ cao. Có phải là anh không biết đâu.
Nhanh lên, giúp tôi một tay đi. Đừng nhìn bên đó, nhanh lên. Lên đi. Nhẹ tay thôi. Lên đi. Anh liếc cái gì thế? Ông anh này, ông anh à, đừng có nghĩ quẩn. Đúng thế. Bây giờ anh mắc phải bệnh này, cũng có người vượt qua được mà. Đúng thế. Toàn thể nhân dân đều ủng hộ chúng ta. Chờ đến mùa xuân rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sẽ tìm ra được vaccine. Đừng nghĩ quẩn. Cảm ơn. Tôi ở nhà bách bí quá, cho nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Lát nữa chụp tấm hình. Thằng nhóc nhà chị nghịch quá, nhảy nhót lung tung. Nó tên gì vậy? Tên là Igrim à? Gọi là nhảy nhót đi. Nếu không tìm người giúp thì không thể nào bắt được nó. Vậy 320 tệ tôi không nhận nữa. Xem như tôi đi làm việc tốt. Giai đoạn dịch bệnh ai cũng khó khăn hết. Bây giờ chị không về nhà được. Hay là như thế này, con mèo này tôi giúp chị chăm nom. Chị yên tâm đi. Để đến lúc về tôi sẽ trao nó lại tận tay cho chị. Chắc chắn sẽ nuôi nó béo trắng. Giữ liên lạc nhé. Giữ liên lạc nhé. Giữ liên lạc. Vậy một nửa của tôi thì sao? Vì dân phục vụ. Thấy bài đăng của cô trên WeChat cho nên tôi đến. Tôi từng đón cô rồi, đêm giao thừa ấy. Bài đăng của tôi trên WeChat trước khi vào phòng cách ly. Sau khi ra ngoài được 6-7 giờ đồng hồ, cũng không thấy có ai trả lời tôi hết. Tôi tưởng đã trễ như thế này sẽ không còn ai đến tiễn tôi nữa chứ. Ở chỗ đó xa như vậy mà. Lên xe đi. Xa như vậy mà, về nhà sao? Về nhà. Cũng xem như được về nhà rồi. Tôi biết lần trước anh đã đem cơm tất niên đến cho bệnh viện của chúng tôi. Anh là tình nguyện viên đưa đón y tá. Vâng, đưa đón các cô, đưa đón nhân viên y tế đi làm. Tôi sẽ trả tiền cho anh theo số km, không đi nhờ miễn phí đâu. Cô dậy đi.
Có phải ở đây không? Bao nhiêu tiền vậy? Không cần đâu. Để tôi gửi trả cho anh 50 tệ. Có đủ không? Cô có đưa cho tôi cũng không dám nhận. Cảm ơn nha. Đợi tôi một lát có được không? Bao lâu? Không lâu đâu. Tôi thăm bố mẹ của mình một lát. Vậy được. Đúng rồi, vòng qua đó, chặn anh ta lại. Đúng rồi, nhặt lên, đúng rồi. Có người, có người. Đánh úp nó, đánh úp nó. Nhanh vậy sao? Vậy anh chờ tôi thêm một lát nữa nhé. Tôi không thể chơi đồng đội của mình được. Tôi sẽ tự tử. Sao cho tự nhiên một chút? Đừng vội. Ăn một miếng đi đã. Sao quay lại nhanh thế? Tôi không vào nhà. Tôi sợ sẽ lây nhiễm cho bố mẹ. Giấy đâu nhỉ? Đi thôi. Ngày mai tôi còn phải làm ca ngày nữa. Không phải cô đã nghỉ việc trước đó rồi sao? Muốn nghỉ thì cũng phải chờ hết dịch bệnh đã. Cũng chẳng biết khi nào tôi mới về lại nhà nữa. Chắc chắn sẽ nhanh thôi. Cô gửi thời gian làm việc của mình qua WeChat cho tôi. Từ ngày mai trở đi, tôi đưa đón cô. Cứ như vậy nhé. Anh giữ lấy cái này đi. Anh phải đưa đón y tá hàng ngày. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe.
Không cần đâu. Khẩu trang của các bác sĩ còn không đủ dùng mà. Bệnh viện của chúng tôi có quy định cứ 4 tiếng phải thay một chiếc N95. Nếu như tôi cố gắng 6 tiếng thay một chiếc, cứ như vậy 2 ca làm thì tôi có thể tiết kiệm được một chiếc rồi. Anh cứ giữ đi. Cảm ơn anh. Không có gì. Sáng mai gặp. Sáng mai gặp. Nói không đến mà ngày nào cũng đến. Khi nào thì đưa đơn thôi việc. Để sao hãy nói. Bác sĩ không ổn rồi. Anh thấy mấy cô mấy chú ở khu nhà của em đều rất bận. Anh cũng đóng góp một chút. Ngày mai em muốn ăn gì? Bình thường ăn cơm, nhà anh thường ăn với ớt. Đây là suất cơm đặc biệt của em, cho nên không bỏ ớt vào. Trẻ con thì dạ dày không được khỏe, mà còn ăn ớt nhiều nữa. Uống sữa đi. Kỷ niệm à, phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Văn Tịnh là vợ anh. Đợi hết dịch bệnh rồi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Đừng thấy cô ấy tên là Văn Tịnh, thật ra không hề nhẹ nhàng chút nào, dữ lắm luôn. Nấu cơm thì tạm tạm. Bình thường ở nhà không có gì làm thì livestream, dạy nấu ăn, dạy hát, còn dạy trang điểm nữa. Nhưng mà trang điểm không ra làm sao hết. Hát thì toàn lạc nhịp. Lập một cái kênh cực kỳ hài. Cho em coi thử này. Hát cũng không hay ho gì. Kỷ niệm, đừng thấy hiện tại ngoài đường vắng tanh, không một bóng người, nhưng cũng có lúc cũng đông vui lắm. Xem mấy cô mấy chú ở khu nhà chỗ em, chạy đi chạy lại, đem đồ ăn, thuốc uống. Hôm qua, anh đem đồ đến cho tiểu khu. Tiểu khu nào cũng đều không quan trọng. Dù sao, vừa vào cổng, anh vừa vào cổng tiểu khu, anh liền nghe thấy âm thanh ở đâu đó. Kết quả, biết anh thấy cái gì không? Anh thấy một chàng trai, hình như là DJ, đang đánh nhạc trên sân thượng. Em biết không? Nhạc điện tử. Sau đó thì hàng xóm đều hưởng ứng nhiệt tình hết. Lấy que phát sáng lắc lắc, rồi lấy bật lửa hưởng ứng, còn trùm mền lên người nữa. Đó qua trong lòng. Anh muốn dẫn em về nhà, em có biết không? Náo nhiệt lắm. Anh đưa đón nhân viên y tế, buổi tối đưa họ đến khách sạn mà. Anh kể lại cho các nhân viên y tế ở đó nghe. Họ vui đến mức lắc lắc trên xe luôn. Nhớ khi đến bệnh viện phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nhìn anh xem, lúc đưa các y tá đi làm, các y tá ngày nào cũng rất vất vả, nhưng vẫn rất có tinh thần, đều tràn đầy hy vọng. Tin anh đi, chúng ta sẽ tìm được bố em thôi. Xin chào quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ đang tạm khóa. Nào, anh, giữ chặt nó nhé.
Quay rồi đấy. Chị nhìn đi, eye cream rất khỏe, yên tâm nhé. Từ nhỏ tôi đã rất thích mèo rồi, cho nên tôi với nó rất thân với nhau. Nếu như chị nhớ nó thì cứ gọi video cho tôi, cho chúng ta. Không có chúng ta, tôi là được rồi. Không cần quan tâm đến anh ta. Cố lên, chờ chị về đấy. Nào, để xuống, đừng có như vậy mà. Y tá trưởng, bệnh nhân tên kỹ thuật mà anh đang tìm đúng là điều trị ở bệnh viện chúng tôi. Vậy tình hình của ông ấy bây giờ như thế nào rồi? Mấy ngày trước tình hình rất là nghiêm trọng, phải cắm ống. Bây giờ đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, người được chúng tôi vớt về từ cõi chết. Có phải vậy y tá trưởng? Cũng tức là bây giờ ông ấy vẫn còn sống, có phải vậy không? Yên tâm đi, đang dần dần hồi phục. Cảm ơn cô. Vậy thì cảm ơn cô, rất cảm ơn cô, y tá trưởng. Các cô không chỉ cứu một sinh mạng thôi đâu. Y tá trưởng, qua đây một chút, xin lỗi tôi đang bận, để sau rồi hãy nói. Kỷ niệm. Bố cháu vẫn còn sống. Tìm được bố cháu rồi. Bây giờ ông ấy đang nằm trong bệnh viện trung tâm, vài ngày nữa là được về nhà rồi. Vẫn còn sống. Chúng ta cố lên. Tổ quốc cố lên. 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 Sau này, cho dù mấy giờ đi làm, ngày nào cũng được hẹn với anh. Được. Ai hẹn anh cũng đến sao? Đến chứ. Cũng có những lúc đến chậm một chút, nhưng đợi một chút là đến ngay. Vậy cũng được. Vậy cũng được chứ. Anh không lấy tiền thật sao? Giờ này mà lấy tiền thì có còn là con người không? Vậy các anh có mấy chiếc xe? Lỡ như các y tá chen hàng thì không kịp ứng phó. Đúng rồi, hiện tại nhân sự hơi chật vật, nhưng có rất nhiều tài xế đi đi đều gia nhập rồi. Chúng tôi cũng đã mở rộng quy mô. Chính là phải làm được mọi người gọi chúng tôi có mặt.
Tốt quá, có xe đưa rước thì chúng tôi có thể đến những nơi xa, khách sạn rồi. Đúng rồi, tuyệt vời lắm, like cho anh tuyệt vời lắm, cho anh 5 sao. Vậy nếu như các cô không về khách sạn, đi đâu tôi cũng đưa đi. Các cô muốn ai về nhà nấy hay là... Bây giờ chúng tôi có ai được về đâu. Vậy các cô có thấy đường phố Vũ Hán hiện tại không? Không, lâu rồi không thấy. Đúng rồi, thật đấy, không một bóng người. Tôi sẽ dẫn các cô lượn vài vòng. Được không? Thật đấy, tôi đoán đường phố Vũ Hán như thế này cả đời sau các cô cũng không nhìn thấy được. Đẹp thật đấy, đi thôi. Vốn dĩ tiệm này nấu ăn rất là ngon. Thật không? Chính là tiệm phía trước. Nào, nâng xa một ngụm nào. Những ngày tháng ăn uống như thế này, đợi đến khi nào kết thúc đây? Có nhớ Tết năm ngoái chúng ta đã ước gì không? Sinh một đứa con chưa thành hiện thực, còn bảo phải mua nhà cũng chưa thành hiện thực. Anh còn nhớ năm ngoái, còn thề độc với mẹ của em, nói năm nay chắc chắn sẽ dọn đến nhà mới. Ai mà ngờ được cả đời chúng ta lại gặp phải chuyện này. Đúng là mở mang tầm nhìn. Lần này anh đã chiêm nghiệm ra rồi. Vinh hoa phú quý, tiền tài của cải đều không quan trọng. Tất cả đều là phù du. Cứ khỏe mạnh là được, có phải không? Được hít thở không khí thoải mái, chính là hạnh phúc. Em cũng coi như hiểu ra được, ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất là được đắp kính lên mình, chiếc mền của chúng ta. Đúng rồi, đắp kính. Vậy anh còn chờ gì nữa? Chờ cái gì? Đắp kính mền lên. Anh lại đây. Em lại đây. An toàn, giữ khoảng cách, giao tiếp an toàn. Đừng có nói nhảm nữa. Lại đây. Phải tắm đã chứ. Mấy ngày nay anh không nói 10 điểm nào hết. Vậy cũng phải có gái đẹp 9 điểm đến đưa đồ dùng sinh hoạt. Hôm nay cô ấy bỗng dưng gửi WeChat cho tôi. Nguyên văn là: nếu không có anh thì tôi không qua nổi mùa xuân này mất. Đợi hết dịch bệnh rồi tôi phải mời anh ăn một bữa cơm mới được. Rồi còn phải tặng anh một cái ôm nồng nhiệt nữa. Nghĩ nhiều rồi. Chắc chắn không phải đâu. Không chỉ có một thôi đâu. Còn mẹ của iCream nữa cũng nhắn tin với tôi hàng ngày, thông báo tình hình giao lưu. Thế mà anh cũng không biết. Cậu không thấy ngượng à? Cậu chăm mèo qua chưa? Sao nghiêm túc quá vậy? Anh chẳng thú vị gì cả. Mấy ngày nay tôi gặp những người kia đều cảm ơn rối rít với tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi, nói những lời đó với tôi, khiến cho tôi cảm thấy mình là anh hùng. Cảm giác cả người của mình đều phát ra hào quang. Đợi hết dịch bệnh rồi, mọi chuyện đều trở lại như cũ, thì chúng ta cũng sẽ bị mọi người lãng quên. Cái đó thì tôi không quan tâm. Dù sao thì hiện tại anh cứ để cho tôi đắc chí một chút đi. Phải rồi, mấy ngày trước tôi đọc qua một bài viết trên mạng rất hay. Viết là: chúng tôi là một đám người bình thường nhất, hàng ngày làm những chuyện bình thường nhất. Nhưng mà khi thế giới này dừng lại, chúng tôi vẫn kiên trì làm những chuyện bình thường nhất. Thế rồi, nó liền mang một ý nghĩa khác biệt. Anh Dũng, đội y tế cứu viện Hồ Bắc, đội y tế cứu viện Hồ Bắc. Cuối cùng mọi người cũng đến rồi.
Chúng ta cố lên, cố lên. Chúng ta cố lên. Chúng ta cố lên. Cố lên. Chúng ta cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên.疫情发生了以后，要把这些英雄的故事传承出去，流传出去，会让更多人看到。作为一个普通人散发出来的一个善意，这种题材我们该去做。我想在你身边，准备实拍了。就几天别洗头啊，就生活着来，越贴近这种真实影像越好。口罩还是穿在身上的垃圾袋呢？我想活着，我要回去好好孝敬他们，我有错吗？虽然他是这么说的，但是他其实一直还是在自己的岗位上的。没有见过你，却痛心过一阵。天会蓝，心愿会有彩虹来延伸。努力的每一寸，让爱你回温。就没有遇到过的情况，一下整个人我觉得可能就是比较懵，然后比较崩溃。我其实就是演家属嘛，可能更像是一个普通的老百姓吧。他们也怕，也不是不怕，因为他们不是一个人在战斗，他们还有身后的家庭。就是我们没有去刻意的把它往这种煽情段落上去走，就是尽量能够恢复在那个疫情的那个阶段里边，生活常态是什么样的？帮助不敢谈，生活中的一抹色彩吧。就通过这个，我是觉得做了一件有意义的事情。每一位在抗疫前线的医护人员的一个缩影。对，在整个的大事件当中，普通人散发出来的善良，表示敬意。辛苦了，辛苦了，辛苦，辛苦，辛苦！大家多保重。好，三二一，